bé thì là một trong những người mà hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất, và có những cái động viên để giúp đỡ an ủi cho bé Tính nhé các bác. Đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên tiếp tục có mặt ở nhà bé Tính, và tiến độ thì các bác cũng đã biết rồi, hôm qua anh em đã đổ dầm rồi các bác ạ. Hôm nay thì cháu Tuyên có một vài cái bức xúc cũng như là những cái thắc mắc của quý vị khán giả và một số các bác liên quan đến cái vấn đề tiêu đề và liên quan đến vấn đề của kênh. Thực ra thì nó cũng không phải là lớn, nhưng mà các bác góp ý theo một cách nó đi theo cái hướng gọi là nó không được mấy tốt đẹp, thành ra là nó gây ảnh hưởng đến cái sự lan tỏa và chia sẻ của bé Tính. Hoàn cảnh thì rất là tội nghiệp rồi, tuy nhiên thì một số cháu tôi đây nói là một số thôi, một số người ghen ăn tức ở thì có những cái bình luận không hay trên kênh. Thực ra thì những người mà người ta xem ấy thì người ta sẽ cảm nhận được cái câu chuyện cũng như là những cái ý nghĩa của câu chuyện đem đến cho quý khán giả. Tuy nhiên thì một số người thì lại coi đó là những điều không tốt và coi đó là những cái gì đó gây ảnh hưởng, gây chia rẽ và đặc biệt là gây ra những cái hiệu ứng nó không được hay ho. Hôm nay thì cháu Tuyên sẽ thông tin với các bác như sau. Một số vị khán giả thôi ở trên kênh, nói chung là bình luận thì nó không được mang tính chất xây dựng và nó không đem lại cái ý nghĩa của cái câu chuyện. Thực ra thì những người đó không biết là có giúp đỡ được tí nào không. Tuy nhiên thì cứ tạo ra hiệu ứng xong bắt đầu là một vài ba người đi vào bình luận thì nó sẽ thành một cái dây chuyền làn sóng, nó không được hay. Bé Tính thì là một cái hoàn cảnh, thật sự nói với các bác là bé thì là một trong những người mà hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất. Không biết là lý do như thế nào, nhưng theo cháu Tuyên nghĩ thì những nỗi đau, những cái sự mất mát to lớn của bản thân bé thì chấp nhận sự thật với những người như bé thì bé cũng chấp nhận sự thật mà chấp nhận những cái hoàn cảnh rồi để chấp nhận với cái số phận của mình. Tuy nhiên thì với một số khán giả là những người không biết là vì lý do gì mà các bác đem lòng gọi là ghen tị với cả một cái đứa trẻ thì thực sự là rất là tội nghiệp. Bản thân cháu Tuyên thì cứ làm thôi, làm theo trái tim mách bảo, làm những gì mà cháu cảm thấy có lý và cháu cảm thấy có ý nghĩa. Sau đó thì cháu sẽ truyền và lan tỏa video lên cho các bác cô chú anh chị được biết về cái tiến độ, đặc biệt là trong thời gian này thì thường xuyên lên phim của bé Tính nhiều hơn. Đấy, các bác cũng thấy là trong một tháng nay thì cháu Tuyên cũng ghi hình bé Tính rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng mong muốn là chia sẻ cho quý vị khán giả và các bác xem về cái phần móng đây. Đây là toàn bộ phần móng của nhà bé Tính nhé các bác. Thì đã đổ dầm xong rồi. Đây là bao tải mà anh em có sau khi đổ mầm dầm xong thì anh em có che lên cái mặt móng này. Và các bác cũng thấy là anh em rất là cẩn thận. Thợ này thì thực sự làm với cháu Tuyên thì cháu cũng rất là hài lòng. Vì anh em làm thì cũng rất là có tâm. Anh em làm hết lòng, hết mình. Nói chung là để che được như thế này là cũng tuyệt vời rồi. Đấy, đây là toàn bộ cái phần nền nhé các bác nhé. Không biết là bé Tính đi đâu rồi. Tính ơi, sao không ra đây? Hả? Sao biết anh về đây mà không ra? Vẫn đang ngủ à? Không phải. Làm gì đấy? Nhà không phải. Thấy anh ra thì phải ra chào hỏi anh là như thế nào chứ? Đang làm gì trong nhà đấy? Không làm gì đâu. Chào các bác đi. Vâng. Cháu Tuyến xin chào các ông, các bà, các bác, các chú và các anh chị. Và em chào anh Tuyến ạ. Hôm qua anh em thợ đổ mấy giờ xong? Đổ
3-4 giờ. 3-4 giờ à? Vâng. Có ăn cơm không? Có rồi. Ăn đậu đổ xong ăn cơm à? Đúng. Có bao nhiêu người về hộ đấy? 6-7 người. 6-7 người à? Chú có kịp về hộ không? Không. Chú về chưa? Chắc chưa. Chưa về á? Vâng. Lâu thế? Không biết. Về cái vấn đề đặt tiêu đề thì hôm qua có một số khán giả bình luận như thế này. Cháu Tuyên cũng muốn cho các bác cô chú anh chị xem là có nghe nó có hợp lý không nhá. Tại vì là cháu thì thực ra cũng không muốn đưa lên đây để làm gì cho câu chuyện nó thêm phần gọi là không hay. Tuy nhiên thì một số vị khán giả là góp ý theo kiểu là đi quá xa và đi theo một cái chiều hướng nó không được đẹp, không được hay. Thì nói với cháu Tuyên với bé Tính là thế này với thế kia, các bác có thể vào kênh để xem những cái tập phim trước ấy. Thì có một số người có lẽ là vì lòng ghen tị rồi là đe dọa rồi là không xem video nữa. Thực ra các bác xem thì nói chung là cái quan trọng là mình đưa lên một cái câu chuyện, một cái ý nghĩa, rồi là những cái đứa trẻ này mong muốn được giúp đỡ. Các bác xem thì dĩ nhiên là cái sức lan tỏa nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên là các bác nếu như mà không thấy phù hợp thì các bác có thể không xem, hoặc là các bác có thể xem những kênh khác. Đấy, cháu Tuyên cũng không ép buộc các bác phải xem hay như nào đó. Cái đấy là cái quyền tự do của mỗi người. Cho nên là, rồi là liên quan đến cái vấn đề tiêu đề ở nước ngoài. Thì các bác ở nước ngoài các bác xem được thì các bác bảo góp ý theo kiểu là không nên đặt tiêu đề bằng tiếng Anh rồi các thứ. Cái đấy là AI của YouTube. Khi mà nó quét, các bác hiểu là tiếng Việt của Việt Nam ấy thì nó rất là phong phú. Khi mà dịch ra tiếng nước ngoài thì dĩ nhiên nó sẽ khác đi. Các bác ở nước ngoài thì bây giờ cái YouTube nó phát triển theo AI. Tức nghĩa là khi mà các bác ở nước ngoài thì nó sẽ xuất hiện cái tiêu đề ở nước ngoài. Tuy nhiên thì cái vấn đề dịch thì nó chưa thật sự sâu sát. Đấy, cái đấy là việc của AI, YouTube người ta làm thôi, còn cháu Tuyên không biết. Các bác ở Việt Nam các bác vẫn đọc tiêu đề bình thường cơ mà. Cái đấy thì các bác cũng thông cảm nhé, bởi vì là liên quan đến cái vấn đề YouTube thì cháu cũng muốn là chia sẻ lên đây những cái hình ảnh cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa từ các bạn ấy. Đặc biệt là như bé Tính này, những cái bạn trẻ như thế này thì cần phải chia sẻ, cần phải lan tỏa lên thì các bác, các cô, các chú, đặc biệt là các mạnh thường quân. Các bác mong muốn giúp đỡ thì các bác sẽ giúp đỡ thông qua kênh của cháu. Cháu sẽ là người thực hiện trực tiếp để giúp đỡ cho các bé. Đấy, còn các bác là những người xem thì chúng ta nên xem một cách nghiêm túc và cần phải xác định là xem để lan tỏa cho các cháu, để giúp đỡ cho các cháu. Cháu biết ở đây tất cả quý vị khán giả và các bác, các cô, các chú đều là những người rất học thức rất là cao và đặc biệt là những người văn hóa rất là cao. Thì cháu hy vọng là các bác nên xem xét về những cái lời nói của mình, làm sao cho nó phù hợp và thúc đẩy cái lương tri của các cháu để đi giúp đỡ được nhiều hơn những cái hoàn cảnh khó khăn. Và cần phải xem xét về cái những cái bình luận nó không hay, tại vì là cũng không cần thiết phải nói, bởi vì các cháu thì nếu như mà góp ý thì các bác nên gọi điện trực tiếp để góp ý cho người ta, hoặc là bình luận thì các bác góp ý theo một chiều hướng nó tốt đẹp đi. Mình nên xây dựng một cái cộng đồng và những người xem có văn minh, văn hóa để mà những người khác học hỏi. Thực sự cháu biết là ở đây thì phần lớn các bác, các cô, các chú đều là những người lớn tuổi. Xem thì cháu cũng rất là mong muốn là các bác cùng nhau lan tỏa, cùng nhau chia sẻ và góp phần giúp đỡ cho các cháu, đặc biệt là các trẻ em vùng cao, những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn và những người có gia đình có hoàn cảnh bi đát, để mà giúp đỡ và chia sẻ những cái câu chuyện con người và giúp đỡ thêm cho các bạn những cái miếng ăn, rồi là cái căn nhà che nắng che mưa. Hy vọng là lần sau cháu Tuyên sẽ không nhắc đến cái vấn đề đó nữa, và hy vọng là các bác, các cô, các chú cũng sẽ hiểu được cái tấm lòng của cháu đối với các em. Đến với các cháu thì cũng hy vọng là trong cái quá trình chia sẻ và giúp đỡ các bé làm nhà thì cũng mong muốn là làm một cái nhà nó yên ổn. Đấy, các bác đấy thấy xem căn nhà nào các bác cũng góp ý để cho cháu học hỏi và rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên thì đến căn nhà bé Tính đến bây giờ thì không còn gì để chê nữa, các bác lại quay ra, các bác lại nói cháu về tiêu đề rồi là về lời ăn tiếng nói. Thật sự là cháu thì cháu nói với các bác là tất cả mọi người ở trên thế gian này không ai hoàn hảo hết cả. Cũng sẽ có những người mạnh về lĩnh vực này, có những người mạnh về lĩnh vực kia. Thì cháu là một con người đi chia sẻ và giúp đỡ các em, thì cháu cũng chỉ làm với khả năng của cháu thôi. Còn hơn như thế thì hơn như thế, với những cái mong đợi của các bác thì chắc có lẽ là cháu cũng cần phải học hỏi và cần phải trao dồi những cái kiến thức, kỹ năng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì cũng mong các bác, cô chú, anh chị là nhẹ nhàng thôi, nhẹ tay thôi. Nói chung là một số khán giả, một số người không có mấy thiện cảm với kênh của cháu từ ngày xưa thì cháu không nói, nhưng mà đại khái là mình cũng chả đụng chạm tới bát cơm của ai và cũng chả có đi giành giật bất cứ với ai cái gì cả. Nên là hy vọng các bác có cái nhìn thiện cảm hơn về những người làm chương trình và có những cái góp ý để anh em chương trình đi sát, đi sâu vào những cái vấn đề chính. Hôm nay thì cháu Tuyên thông tin với các bác về cái phần móng đã xong hết rồi và chuẩn bị là sẽ tiến hành xây gạch. Tuy nhiên thì hiện tại các bác thấy là bể phốt vẫn chưa xong và đổ dầm xong thì chắc chắn là anh em sẽ phải nghỉ đôi ba ngày để thứ nhất là cái móng này có thể cứng khô và đảm bảo được là cái độ chắc chắn nó sẽ kết dính vào nhau. Không biết là hết khoảng bao nhiêu bác sĩ tính biết không? Khoảng từ 10 mấy bao ấy. 10 mấy bao à? Vâng. À. 5 xe buộc và 5 xe mộc 2 là 2 bao xi. 5 xe bột. 5 xe mộc 2 cộng với 2 bao xi. Đúng rồi. Là 1 mẻ. Đúng không? Đúng. Xong là trộn xong là chuyển vào, đổ xong lại trộn tiếp. Đúng. 1 2 có hết không? Xem nào. 1 2 chưa hết đâu. Chưa hết à? Thế cũng thừa nhiều thế. Còn nhiều mà, đá giờ, cũng còn mà. Bây giờ làm thế nào cái số 1 2 này đây? 1 2 bây giờ không dùng đến cái gì rồi. Chỉ còn một ít cái nắp để phốt nữa thôi. Là không dùng đến cái gì nữa rồi. Ngoài ra thì ở trên cửa là những cái thanh rằng thì cũng có sử dụng đến một ít, tuy nhiên thì không nhiều, nó chỉ là số ít thôi. Có cũng được mà không có cũng chả sao. Thế vậy thì cái số lượng này thì không biết làm thế nào được nhỉ. Mình còn không có chỗ để các bác ạ. Bây giờ là bột sẽ sử dụng vào để xây nhà, sẽ không sử dụng để làm những việc khác nữa. 1 2 thì bây giờ thừa khá nhiều. Trước đó thì cháu Thuyền có lấy là 2 khối 1 2 cộng với lại 1 khối bột đi lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên thì các bác thấy là hiện tại bây giờ nó còn thừa khoảng 1 khối, chắc có lẽ là anh em để xi hơi nhiều. Thực ra thì cái móng ấy mình để xi nhiều cũng chắc mà, và đặc biệt là bê tông cần phải để xi nhiều thì nó mới chắc, bởi vì ở trên này thì các bác biết là anh em thợ thì cũng là thợ nghiệp dư thôi, người ta cũng không phải là những người chuyên nghiệp. Thành ra là khi mà làm thì người ta sẽ tăng cái chất kết dính, ví dụ như xi thì người ta sẽ tăng số lượng nó lên một chút để đảm bảo được cái kết cấu nó chắc chắn. Vì là như các bác biết thì ở dưới xuôi ấy các bác ấy, thì phần lớn là các bác trộn bằng máy ấy. Còn ở trên vùng cao này thì đa phần là anh em trộn này cũng trộn bằng tay hết. Hôm qua rất là tiếc là cháu Tuyên không lên để chia sẻ cho các bác xem về quá trình đổ dầm móng. Đây, ngồi đây Tính. Ngồi đây với anh, tâm sự một tí. Nói chung là các bác thì một số người á, ở trên kênh của anh ấy, thì cũng buồn không? Buồn. Buồn này. Thôi, cố gắng. Dù sao thì những người đó chắc có lẽ là cũng chả đem lại lợi ích gì cho bản thân anh em mình cả. Tuy nhiên thì họ góp ý thì mình lắng nghe, còn họ chửi thì mình cũng biết lắng nghe thôi, chứ biết làm thế nào được. Đúng rồi. Số phận con người là như thế rồi. Bé Tính thì chia sẻ với các bác là bé là một trong những người thực sự phải chịu được rất là nhiều những cái nỗi đau, chịu được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc rồi. Bản thân bé cũng không còn gì để gọi là trải qua nữa rồi.
những cái cảm xúc nỗi đau thì các bác biết là từ ngày xưa ở đây thì hàng xóm, anh em, thậm chí là người nhà cũng chả mấy thiện cảm. Nói chung là không có cái hình ảnh thiện cảm đối với cháu rồi. Thì bản thân cháu cũng chả hy vọng gì nhiều đâu. Thì chia sẻ lên đây thì cũng có người này người kia thì chắc chắn đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên thì cháu Tuyền thật sự buồn với những người như thế. Bởi vì là tất cả mọi người trên thế giới này đều có trái tim, đều có những cái lòng yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên thì với một số người thì thật sự là đáng trách. Họ không biết động viên mình, họ quay ra họ trách mình thì rất là tiếc. Thôi, không sao cả. Anh cũng bảo em rồi, bây giờ cái việc quan trọng là anh em mình làm việc với nhau. Và anh em mình cần làm cái gì, làm việc thì anh em cứ làm tốt thôi. Còn đâu thì ai nói gì thì kệ thôi. Mình cũng mong muốn là tất cả mọi người yêu quý mình. Nhưng chắc có lẽ là không được. Bởi vì là cả thế giới này thì có hàng tỷ người. Dĩ nhiên là mỗi người một cái suy nghĩ, mỗi người một cái nhìn nhận nó khác nhau. Thế nên là mình cũng không thể bắt ai cũng theo mình hết được. Nên là cái đấy thì anh em mình cũng cố gắng là đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau những cái khó khăn, chia sẻ với nhau những cái niềm vui. Dù là nhỏ nhỏ, anh em mình vẫn sẽ cố gắng để mà cùng nhau vượt qua những khó khăn, giúp đỡ nhau trong lúc cần thiết. Cháu Tuyên thì cũng hy vọng là các mạnh thường quân và các bác, các cô, các chú là những người yêu thương bé Tính thì cùng cháu Tuyên lan tỏa, cùng cháu Tuyên chia sẻ những cái video thức phim của cháu để bé Tính được giúp đỡ nhiều hơn. Và nhiều người nhìn đến những hoàn cảnh như bé Tính, cảm động với cái số phận và động viên bé bằng những cái lời nói tích cực để giúp cho bé phát triển hơn và có những cái nhìn thiện cảm về xã hội, về con người và những thứ xung quanh ở thế giới rất là rộng lớn. Hôm qua thì cháu Tuyên thông tin với các bác về nguyên vật liệu một chút nhá. Đến bây giờ thì anh em cũng có nhập khá là nhiều rồi. Vật liệu thì đến bây giờ là cũng hòm hòm rồi. Bây giờ là chỉ còn lại một xe bột với lại hai xe bột với lại gạch nữa là gần đủ rồi. Xi thì nếu như mà thiếu thì lấy tiếp, còn nếu mà không thiếu cảm thấy đủ thì vẫn sẽ tạm thời như thế. Còn đâu thì sắt nữa các bác ạ, bây giờ sẽ phải lấy thêm sắt 6 để chuẩn bị cho cái thứ còn lại, như là đổ cái 5-7 phút. Thì trong quá trình mình xây ấy, là sẽ vừa xây và vừa đổ nắp bể phốt. Đến lúc mà mình xây xong ấy, hoặc là xây gần xong ấy, thì nắp bể phốt nó khô thì mình nhấc vào là vừa. Nói chung là cái gì thì cái mình phải tính toán làm sao cho nó gần ăn khớp vào với nhau. Cũng phải nhắc nhở chỗ anh em thợ là cố gắng làm sao để làm thật tốt. Nhưng mà đồng thời này các bác yên tâm nhé, anh em làm rất là có tâm mà làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Và anh em làm thì cháu Tuyên cảm thấy rất là hài lòng. Đối với anh em thợ thì cái quan trọng nhất là cái có tâm, cái lương tâm đặt vào cái từng viên gạch, từng gói xi, từng cái mạch vữa. Đó là những người biết làm, không giỏi nhưng biết làm thì người ta sẽ có cách để làm cho thật tốt. Còn không giỏi thì người ta sẽ làm tỉ mỉ hơn, làm tốt hơn để phát triển nghề thôi. Giờ này còn sang bên chỗ nhà chú bên kia không? Không. Không sang nữa. Hôm nọ anh vừa sang bên đấy, có việc đi qua bên đấy, anh vừa sang thăm lại cái nhà cũ của em ấy. Bây giờ em không ngờ thì cái nhà giờ nó sơ sát lắm rồi. Đúng. Nhà bây giờ các bác, nhà của bề tính ở bên kia bây giờ nó gần như là không có người sinh sống ấy. Thì nó cũng bị kiểu như là mọt rồi là... Đấy các bác là cứ tưởng tượng ngày xưa bé Tính là sống ở cái căn nhà đó. Bây giờ thì mời các bác cô chú anh chị xem một cái thước phim ngắn ngắn của cháu Tuyên. Hôm nọ thì cháu có dịp đi vào trong đấy. Nói chung là từ đây vào trong đấy thì khá là xa. Hôm đấy thì bé Tính bận ở đây để giúp đỡ anh em thợ nên là cháu Tuyên không cho em đi. Thì đi từ đây sang bên đấy thì nó khá là xa. Chỉ đi bộ thôi. Mùa này mùa mưa thì gần như là không có đi vào được. Thank you.
Nói sao thì cháu nói hôm nay thì cháu Tuyên ngồi với bé Tính và tâm sự bé Tính một chút thì bé Tính cũng hơi buồn và hơi tủi thân các bác ạ. Thực ra thì đấy như em thấy đấy, với những cái câu nói với những cái lời động viên của các bác đây, động viên bằng cách rất là tiêu cực. Ví dụ như các bác nhé, cháu Tuyên chỉ nói qua thôi, ví dụ như là cái tài khoản có tên là Nguyễn Tâm. Thì thực ra ấy, cái vấn đề liên quan đến cái tiêu đề của cháu ấy, thì thực sự là cháu cũng cảm ơn các cô, các bác rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn cô Nguyễn Tâm. Đầu tiên là cháu cảm ơn cô. Thứ hai nữa là cháu cũng mong muốn từ một cái cuộc gọi từ cô, nếu như mà cô góp ý chân thành thì cô nên gọi điện trực tiếp với cháu và liên hệ với cháu trực tiếp để có những cái góp ý nó mang tính chất gọi là trao đổi, chứ không phải là cô bình luận theo kiểu là bắt buộc người khác phải làm theo ý của mình. Như thế thì cháu nghĩ là cũng không nên, bởi vì khi mà đặt tiêu đề thì bắt buộc các cháu phải đi vào trọng tâm và đi vào vấn đề liên quan, nói chung là thể hiện thực tế về một hoàn cảnh nào đó. Cái vấn đề bây giờ mình nói là phim thì cháu Tuyên làm lên, nói chung là một số khán giả sẽ xem cho vui, nhưng mà ở đó thì cái câu chuyện ý nghĩa là gì? Mình muốn chia sẻ cái hoàn cảnh, cái quan trọng vẫn là cái tâm điểm của hoàn cảnh. Đấy, là các bạn ấy cần được giúp đỡ thì những cái thước phim đó mới lên sóng. Không nên quan tâm quá vấn đề tiêu đề vì nó có thể quyết định, nó có thể quyết định hay không nhiều sự giúp đỡ. Thực ra thì cô muốn xem hay không thì cháu cũng không có ý kiến, bởi vì là cô nói ở đây là cô nói cháu Tuyên rất nhiều lần về đặt chủ đề cháu Tính mồ côi là thế là được rồi. Cô cũng rất muốn xem video của cháu nhưng mà lúc nào cũng đặt tiêu đề như vậy thì cô không muốn xem luôn. Cái này thì thật sự nếu mà nói nghĩ về sâu xa hơn thì cháu cũng rất là cảm ơn cô. Tuy nhiên thì tiêu đề nó chỉ là một phần nho nhỏ, còn vấn đề nó vẫn là tiêu điểm bề Tính thì vấn đề là câu chuyện. Đấy, khi mà cô bình luận như vậy ở trên kênh thì sẽ có một số phần tử, đại khái là kênh thì không có tên, ở đây thì có cái hình ảnh là chữ P, hình như là cái người này ấy thì là một trong những người thật sự là gây ra những cái hiệu ứng mất thiện cảm cho rất nhiều kênh, chứ không phải là chỉ riêng kênh mình cháu Tuyên nhé. Và có tài khoản là Hoàng Mai Hương, Mai Hương Hoàng gì đó, nói về cháu Tuyên là bảo thủ không nghe đâu thì xin lỗi nhá. Cô Hoàng Mai Hương thì xin lỗi cô. Cháu cũng cảm ơn cô về góp ý của cô. Tuy nhiên thì nếu như mà cô nói cháu bảo thủ ấy thì cô lên đây làm đi, cháu sẽ nhường lại cho cô để cô làm. Còn cô làm được hay không thì còn phải xem nhé. Quan trọng là cô phải làm và cô đưa ra những cái hình ảnh rồi là quay phim để cho khán giả mọi người cùng xem, để xem nó có hợp lý không. Tại sao mọi người không quan tâm đến câu chuyện của người ta làm mà tại sao cứ đi soi mói những cái chuyện mà nó không đâu. Cái này thì thực sự là cháu Tuyên cũng không muốn lên thước phim ngày hôm nay. Tuy nhiên thì thực sự là trong suốt thời gian vừa qua thì cũng nhiều người bình luận theo kiểu chiều hướng như thế. Nó gây ra những cái hiệu ứng tiêu cực liên quan đến những các bạn trẻ là rất là tội nghiệp, bởi vì các bạn ấy thì không có tội. Mà tội đâu thì các bác lại bình luận rồi là gây ra những cái hiệu ứng tiêu cực như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả. Và đặc biệt là các mạnh thường quân người ta đang có ý định giúp đỡ thì khi mà các bác bình luận như vậy thì người ta sẽ không còn yêu thương, không còn quý trọng các bạn ấy nữa. Có cô là Hoa Trần, cô có nói là tiếng Việt còn sai thì chính tả mà xài tiếng Anh. Thực ra thì chắc lẽ là cô này là người nước ngoài. Tuy nhiên nói với cô này, bây giờ là YouTube nó có sự thay đổi, tất cả các nền tảng, không chỉ riêng YouTube, tất cả các nền tảng và tất cả các hệ thống
đều có sự thay đổi và phát triển. Cho nên là khi mà phát triển lên như YouTube cũng vậy, hướng phát triển của YouTube là tất cả mọi người trên thế giới đều xem được. Khi mà họ phát triển đến như vậy thì cái AI ấy, bây giờ người ta gọi là công nghệ 4.0, công nghệ AI, thì khi mà những cái thước phim lên tiêu đề rồi là những cái chủ đề lên trên nền tảng YouTube nó được đề xuất, thì khi đó ở trên nền tảng YouTube, đặc biệt là các bác, các cô, các chú ở nước ngoài, các bác xem được, thì ở đó là sẽ xuất hiện cái tiêu đề của nước mình. Ví dụ như là các bác ở Đức chẳng hạn, thì sẽ xuất hiện tiêu đề của Đức, chữ Đức ấy. Tuy nhiên thì các bác hiểu là tiếng Việt của Việt Nam ấy nó rất là phong phú. Một cái câu từ nó sẽ mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Do vậy là khi mà dịch sang thì nó sẽ có phần không bám vào cái vấn đề chính. Bởi vì tiêu đề thì nó không đủ dài để mình có thể dịch hết được. Có những câu từ thì ở Việt Nam thì mình chỉ viết một từ thôi, nhưng mà ở nước ngoài thì có thể viết một dãy dài, một dãy chữ dài. Cái này thì cháu không hiểu lắm, bởi vì là liên quan đến ngôn ngữ của thế giới thì nó nhiều lắm. Nên là các bác cũng không nên thắc mắc cái vấn đề này. Chủ yếu là mình xem, mình chia sẻ cùng với kênh, chia sẻ những khó khăn, chia sẻ những cái câu chuyện hay, câu chuyện ý nghĩa để giúp đỡ cho các cháu, đỡ đần cho phần nào, cho giúp đỡ cho các cháu để các cháu có được miếng cơm manh áo, có được căn nhà che nắng che mưa, đấy là tuyệt vời rồi. Đấy, hy vọng là các bác, các cô, các chú cũng có những cái nhìn tích cực và có những cái động viên để giúp đỡ, an ủi cho bé Tính nhé các bác. Cháu cũng hy vọng là các bác, các cô, các chú cũng sẽ bỏ qua những cái sai lầm nhỏ nhỏ của kênh. Tuy nhiên thì nói thật sự với các bác là tất cả mọi người trên thế giới, như đầu video cháu Tuyên cũng có nói rồi, không ai hoàn hảo hết cả, cũng sẽ có người này người kia. Tuy nhiên thì sống thật thì nó sẽ gây ra những cái gọi là không mấy thiện cảm cho các bác. Bởi vì bản thân cháu thì xin phép các bác là cháu sống thật, sống thẳng, nên là nhiều lúc nói nó hơi thô một chút. Nhưng mà mong các bác, các cô, các chú là nhìn vào thực tế để mà đánh giá một câu chuyện, đánh giá một con người. Giúp đỡ con người thì nó là bổn phận, là nghĩa vụ của tất cả mọi người. Đấy. Đỡ đần giúp đỡ nhau, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người nhé. Và cảm ơn các bác, các cô, các chú rất nhiều. Bây giờ thì mời các bác, các cô, các chú xem qua cái phần móng của nhà máy tính nhé. Thank you.
Các bác ạ, tạm thời bỏ qua những cái bình luận tiêu cực đó đi. Cháu Tuyên vẫn sẽ làm mọi việc thường xuyên và liên tục. Vẫn sẽ làm theo những cái mà mục tiêu và hướng của cháu Tuyên đã đưa ra. Và tất cả những mọi việc thì cháu vẫn sẽ làm một mình. Đấy, các bác dù là có nói thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ làm. Công việc thì cháu có như vậy thôi. Bản thân cháu thì bổn phận và trách nhiệm của cháu là giúp đỡ cho bé Tính, thì cháu sẽ làm đúng như kế hoạch mà đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay thì ngồi với ông và cũng bàn với ông một chút về vấn đề 1-2, cái khối lượng 1-2 ấy mà dư ấy, thì bây giờ muốn ông bà là tìm chỗ để cất đi. Đại khái là bây giờ không dùng đến nữa, chỉ có dùng một chút nữa thôi, không nhiều. Thì ông bà cần phải tìm chỗ để cất nó đi, sau đó thì mình sẽ tiếp tục là vận chuyển bột đá ra để ở chỗ bột đống bột 1-2 bây giờ. Đấy, Tính cũng cố gắng nhá. Vâng. Bây giờ là tất cả mọi việc anh em mình vẫn sẽ đồng hành với nhau, anh thì luôn luôn sát cánh ở bên em suốt từ cái ngày bắt đầu cho đến lúc kết thúc, từ giờ cho đến lúc nhà xong, và cuộc đời của em lớn lên thì anh vẫn sẽ luôn sát cánh bên em, cho dù là những người ghen ăn tức ở, người ta có nói thế nào đi chăng nữa, anh em mình vẫn sẽ đồng hành với nhau. Đó là bổn phận và trách nhiệm của anh em mình gắn liền với nhau rồi. Bằng xương bằng thịt mình còn còn phải suy nghĩ. Nói chung là cuộc đời và cuộc sống khi mà đã đến với nhau rồi thì khó tách rời nhau lắm. Nên là các bác dù nói thế nào thì các cháu vẫn sẽ yêu thương nhau thôi. Đấy, cho nên là các bác không cần phải nói nhiều cả. Hy vọng là các bác, các cô, các chú nếu như mà quý thì cố gắng gửi những cái lời động viên. Rồi các bác nếu mà góp ý thì các bác nên liên hệ trực tiếp với cháu Tuyên để có những cái góp ý và trao đổi với nhau cho nó khoa học. Tại vì để thay đổi một thứ thì cần phải lặng lẽ thay đổi, chứ còn nếu mà để nó đi lên lùm xùm thì cháu cũng không muốn là gây ra những cái lùm xùm không đã có. Thì rất hy vọng các bác, các cô, các chú là sau thước phim này thì sẽ không còn những cái bình luận tiêu cực để xảy ra nữa. Chắc chắn là khi mà thước phim này lên sóng thì sẽ có nhiều người nói là góp ý một tí là bắt đầu là thế này thế kia, tự cao tự đại. Không phải đâu các bác ạ. Thực sự là khi mà đồng hành với các bé, các bác phải biết là từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bản thân cháu Tuyên gần như ngày nào cũng có mặt ở đây, từ sáng đến tối. Đấy, không màng đến công việc của bản thân, cũng không màng đến người thân gia đình ở trong nhà nữa, mà lo hết toàn bộ, đặt hết toàn bộ cái công sức cũng như là thời gian cho bé Tính rồi. Thì các bác vừa hiểu là tâm huyết lớn như thế nào. Đấy, chỉ mong sao là những cái công sức mình bỏ ra thì đánh đổi lại một hai câu nói động viên của các bác thôi. Tuy nhiên thì khi mà tiến hành chia sẻ thì cũng sẽ có những cái thật sự là không làm hài lòng các bác, nên là cũng sẽ gây ra những cái hiệu ứng nó không được đẹp. Mấy hôm nay ông có uống rượu không? Không rồi. Thế hôm nọ ông uống rượu say em biết không? Em không biết. Không biết đấy. Vâng. Thế mấy anh thợ say bảo là ông rượu say chửi nhau với bà mà. Phải không? Phải. Hả? Phải không? Phải. Đánh nhau với bà phải không? Thế tối hôm đấy chú cũng ngủ đây mà đúng không? Đúng rồi. Thế chú không can được à? Can được. Thế à? Vâng. Lúc đấy tầm mấy giờ em không biết à? Em không biết, em ngủ ở nhà trên, nhà bà trên này. Đi ngủ ở nhà bà cụ ở trên này á? Vâng. Thế à? Đi ngủ mấy giờ? Mười. Chào em. Rồi. Thế mà không biết gì. Nói vậy thôi các bác ạ. Nói chung là cuộc sống thì cũng có người này người kia, mình cũng không có trách được. Thôi cố gắng nhé, hai anh em mình sẽ cùng nhau đồng hành. Bỏ qua những câu chuyện buồn đi. Thì bây giờ chú về rồi thì cháu Tuyên sẽ thông tin với các bác, các cô, các chú về cái món quà mà các mạnh thường quân gửi cho chú mua nhé. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã đồng hành cùng với cháu Tuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác ạ, hiện tại cửa hàng nhà cháu Tuyên thì cũng có rất là nhiều mật ong rồi các bác ạ. Đây là đang vào mùa nhé các bác, đây là mật ong khoái nhé, mật ong khoái và mật ong rừng rất là nhiều. Còn chỗ bé Tính đang cầm đây là mật ong bà Hà nhé. Ngoài ra thì cháu Tuyên có, đây là hoa đu đủ đấy các bác này, hoa đu đủ đực nhé, phơi khô. Và đặc biệt là cái trà mật ong sâm này thì vào mùa hè này thì các bác uống
giải nhiệt thì rất là tốt luôn. Đó. Các bác mua 2 chai mật ong Bạc Hà như thế này, cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một phần quà nhé. Còn mật ong rừng thì các bác mua 3 chai như thế này thì cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một chai, là thành 4 chai nhé. Đó, như thế này nhé các bác nhé. Còn mật ong khoái thì nó cũng gần giống mật ong rừng này này các bác này. Màu nó gần giống nhau này. Đây là mật ong khoái này. Đấy, mật ong khoái thì nó sẽ có màu đậm và nó đỏ hơn một chút nhá các bác. Đấy, còn mật ong rừng thì nó sẽ có màu nhạt hơn một chút. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Mật ong thì hiện tại bây giờ nhà cháu Tuyên về rất nhiều và cũng đang vào mùa đói của bà con. Cậm mong sự chung tay giúp đỡ của các bác hỗ trợ cho bà con cũng như là cứu đói cho bà con vào cái mùa giáp hạt này. Và đây là mật ong Bạc Hà. Mật ong Bạc Hà thì chỗ bé Tính đang cầm đây này. Khác hoàn toàn nhau so với mật ong rừng và mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong Bạc Hà thì có màu nó vàng và nó trong hơn rất là nhiều. Đây, chỗ bé Tính đang cầm đây này. Đấy. Tất cả các sản phẩm này các bác mua nhà cháu Tuyên thì đều có quà tặng cho các bác để về các bác sử dụng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và những cái sản phẩm như thế này thì các bác nên sở hữu cho mình cũng như là mua về để nhà mình sử dụng thì rất là tốt cho sức khỏe, cũng như là những cái chất lượng như thế này được cháu Tuyên chọn lọc rất là kỹ lưỡng cũng như là chọn lọc rất là cẩn thận. Về đến tay các bác thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây là sản phẩm nông sản của địa phương trên Hà Giang. Rất mong các bác của chú anh chị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con cũng như là ủng hộ cho cháu Tuyên để có kinh phí đi hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi trên vùng cao Hà Giang. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.